Mình đang chờ bạn mua nước thì có một anh ở bên kênh truyền hình Today TV đến và hỏi mình là mình có xem kênh truyền hình Today TV hay không. Thì mình nói là không phải chỉ có xem không mà mình rất là thích nữa. Chính vì vậy mà chẳng những mình thích là bởi vì cho nó có rất là nhiều phim hay, và quan trọng hơn là có thể vừa xem phim và vừa trúng thưởng cho cái chương trình quà tặng giờ vàng nữa. Mình đã từng trúng một lần rồi, mình rất là vui, rất là yêu thích kênh Today TV. Today TV, thế giới của bạn. Hi, chào các bạn, mình là Đức. Mình là một khán giả của Today TV. Today TV là một kênh truyền hình có rất nhiều phim Việt rất là hay. Today TV, thế giới của bạn. Anh đang quay phim em á hả? Wow, mình được lên TV rồi. Anh ở kênh truyền hình nào vậy? Today TV. Wow, tuyệt hết. Em được lên truyền hình rồi, về nhà nhất định em sẽ kêu các bạn mình xem. Today TV, thế giới của bạn. Today TV là nơi chia sẻ mọi niềm vui các bạn ạ. Tôi rất thích chương trình Today TV. Hãy cùng chào đón sự tuyệt vời của Today TV. Today TV thật tuyệt vời. Hãy cùng tôi và Today TV chia sẻ những giây phút hạnh phúc các bạn nhé. Tôi yêu Today TV. Today TV, thế giới của bạn. Đang xem chương trình Today TV, tôi rất thích Today TV. Today TV thật là tuyệt vời. Today TV là một chương trình luôn hút khán giả, tôi rất thích. Hãy cùng tôi và Today TV chia sẻ những phút giây hạnh phúc. Tôi yêu Today TV. Today TV, thế giới của bạn.